một nhóm đảng viên Cộng hòa đã ôm nhau và cầu nguyện ngay trên sàn phòng họp, ngay sau khi các nghị sĩ Mỹ kết thúc cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hôm 3 tháng 10, nghị sĩ bang Missouri Ann Wagner dường như đã khóc theo Politico. Nghị sĩ Jim Jordan, một trong những thành viên có tiếng nói nhất của nhóm cực hữu Freedom Caucus tại Hạ viện, cũng có vẻ bất ngờ với kết quả này. "Tôi nghĩ điều đó không công bằng với ông Kevin. Ông ấy là người tốt và không đáng phải chịu kết cục này," Jordan nói. Nhiều người trong đảng Cộng hòa không hài lòng, thậm chí cảm thấy rối loạn khi họ không còn người lãnh đạo và không rõ con đường phía trước ra sao. Một số nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra phẫn nộ, phần lớn nhắm vào Gates và 7 thành viên cực hữu đã ủng hộ ông này. Nghị sĩ Chip Roy của bang Texas chỉ trích Gates rằng ông đi khắp nơi để nói về trận đấu lớn của mình và vỗ ngực tự hào trên Twitter. "Hãy đến văn phòng của tôi để tranh luận đi, đồ khốn." Những người khác bày tỏ nỗi bất bình trên Fox News, kênh truyền hình cánh hữu có xu hướng ủng hộ các thành viên Cộng hòa. Cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich nói rằng những đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu phê chuất McCarthy là kẻ phản bội. Ông thêm rằng Gates nên bị loại khỏi đảng Cộng hòa. "Ông ta ghét McCarthy và tôi nghĩ điều đó thật đáng xấu hổ. Tôi hy vọng ông ta bị trục xuất khỏi đảng," Gingrich nói. Jeanine Pirro, người dẫn chương trình của Fox News, nói rằng bà thấy tức giận và những gì chúng tôi nhận được là sự hỗn loạn khi đảng Cộng hòa đấu đá nội bộ trên truyền hình quốc gia, thay vì đấu tranh với những chính sách của Tổng thống Joe Biden. Mark Levin, người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ, cho rằng nếu đảng Cộng hòa thua trong cuộc bầu cử sắp tới, trách nhiệm sẽ thuộc về Gates và các đồng minh của ông. "Bạn cần đặt quốc gia trên hận thù cá nhân." Nhưng Gates không làm như vậy, Levin nói. Tuy nhiên, một số người trong phong trào MAGA, đưa Mỹ vĩ đại trở lại do cựu Tổng thống Donald Trump khởi xướng, lại cho rằng lật đổ McCarthy là khoảnh khắc chiến thắng. Steve Bannon, cựu cố vấn của Donald Trump, nói rằng hôm nay là một cuộc chiến lịch sử hoành tráng. Người hâm mộ nhiệt thành của Trump, kiêm nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer, gọi thất bại của McCarthy là ngày tuyệt vời đối với MAGA. Loomer cũng chỉ trích nghị sĩ Marjorie Taylor Greene là kẻ phản bội MAGA khi bỏ phiếu bảo vệ McCarthy. Gates cũng bị chỉ trích vì tìm cách gây quỹ từ việc lật đổ McCarthy. Sau cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện, Gates cùng hai nghị sĩ cực hữu của Đảng Cộng hòa đã xuất hiện trong chương trình War Room của Steve Bannon, cựu chiến lược gia của Trump, để giải thích về quyết định của mình, cũng như kêu gọi cử tri quyên góp ủng hộ họ cho chiến dịch tranh cử năm 2024. Nghị sĩ Cộng hòa Jan Crenshaw lên án những thành viên trong đảng của ông bỏ phiếu ủng hộ Gates, cũng như nỗ lực thu lợi từ hành động này. "Nếu bạn bỏ phiếu cùng các thành viên dân chủ ở Hạ viện để lật đổ Chủ tịch Hạ viện, đó không phải là chiến thắng cho cử tri của bạn. Đó không phải chiến thắng dành cho phe bảo thủ. Dựa vào tất cả những email gây quỹ mà chúng tôi thấy, đó chỉ là vì mục đích cá nhân," ông cho hay. Trong bài phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, nghị sĩ Cộng hòa Garrett Graves thậm chí rút điện thoại và cho mọi người phòng họp thấy tin nhắn gây quỹ từ Gates. "Sử dụng việc công để gây quỹ ư? Thật đáng kinh tởm," Graves nói. Tuy nhiên, Gates dường như không quan tâm tới những lời chỉ trích. Nói với phóng viên sau cuộc bỏ phiếu, ông chế giễu các nghị sĩ Cộng hòa. "Một số đồng nghiệp của tôi đang trong giai đoạn đau buồn. Tôi đã đối mặt với rất nhiều sự phẫn nộ của họ và giờ chúng tôi dường như đang hướng tới thương lượng," ông nói. Matt Gaetz, 41 tuổi, người ủng hộ trung thành của ông Trump, đã trở thành nghị sĩ Mỹ, làm được điều chưa từng có trong lịch sử khi lật đổ một chủ tịch Hạ viện. Thực tế, Gaetz đã nhận được giúp đỡ với một số đảng viên Cộng hòa tham gia cùng ông, và tất cả đảng viên dân chủ tại Hạ viện đều lựa chọn tước bỏ tư cách lãnh đạo của McCarthy. Dù vậy, Gates rõ ràng là người dẫn đầu nỗ lực chống lại McCarthy, qua đó khẳng định mình là một thế lực có ảnh hưởng tại Hạ viện, bất chấp việc ông bị không ít thành viên đảng Cộng hòa phàn nàn. Matt Gaetz sinh ngày 7 tháng 5 năm 1982 tại Hollywood, Florida và lớn lên ở Tây Bắc bang. Ông là con trai của John Gaetz, chính trị gia nổi tiếng, thành viên Thượng viện bang Florida năm 2006-2016, kiêm Chủ tịch Thượng viện bang năm 2012-2014. Gaetz vốn là luật sư, lần đầu tiên tranh cử và giành ghế tại Hạ viện bang Florida vào năm 2010 sau khi cựu nghị sĩ Jay Sansom của bang này từ chức vì cáo buộc tham nhũng. Gaetz phục vụ tại Hạ viện bang cho đến năm 2016. Ông ban đầu hậu thuẫn cựu thống đốc Florida, Jeb Bush tranh cử tổng thống, nhưng cuối cùng trở thành người ủng hộ nhiệt tình Donald Trump. Gaetz trở thành nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ từ năm 2017. Gaetz thể hiện mình là một đảng viên Cộng hòa có đường lối cứng rắn, mặc dù đôi khi ông đi ngược lại các quan điểm truyền thống của đảng. Gaetz bảo vệ lập luận rằng kết quả cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận và chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm đó phải thuộc về cựu tổng thống Trump.
Gates cũng là đồng minh thân cận với nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn Marjorie Taylor Greene. Tuy nhiên, hai người có quan điểm trái ngược về McCarthy. Gates ủng hộ luận tội Tổng thống Joe Biden vì những cáo buộc rằng ông đã giúp chỉ đạo và thu lợi từ hoạt động kinh doanh của con trai mình khi còn là phó tổng thống, dù Đảng Cộng hòa chưa đưa ra được bằng chứng về điều này. Dù vậy, Gates bác bỏ những quan điểm bảo thủ truyền thống về các vấn đề như cần sa. Ông ủng hộ việc loại bỏ cần sa khỏi danh sách các chất bị kiểm soát. Gates từng gây tranh cãi vào năm 2021 sau khi có thông tin cho rằng các nhà điều tra liên bang đang xem xét một chuyến đi của ông vào năm 2018 tới Bahamas, nơi ông bị cáo buộc quan hệ với gái mại dâm, trong đó có một cô gái 17 tuổi. Gates phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định ông chưa bao giờ trả tiền để quan hệ tình dục hoặc có bất kỳ quan hệ thể xác nào với trẻ vị thành niên. Sau một năm điều tra, Bộ Tư pháp đã thông báo cho Gates hồi tháng 2 rằng họ sẽ không đưa ra cáo buộc chống lại ông. Phần lớn thời gian của Gates tại Hạ viện được ghi dấu bởi mối quan hệ tồi tệ với McCarthy. Mặc dù Gates khẳng định nỗ lực loại bỏ McCarthy không phải vấn đề cá nhân, không rõ chính xác mối bất hòa bắt nguồn từ đâu, song McCarthy từng suy đoán rằng Gates có thể đổ lỗi cho ông về cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức Hạ viện liên quan đến cáo buộc Gates đã vi phạm luật về mại dâm. Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2021 khi Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, được mở lại vào tháng 7 vừa qua khi Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát. Mối bất hòa giữa hai người bùng nổ vào đầu năm khi Gates là người dẫn đầu những nỗ lực phản đối McCarthy, đảm nhận vai trò chủ tịch Hạ viện, buộc McCarthy phải trải qua 15 vòng bỏ phiếu chưa từng có. Trong cuộc đối đầu đó, Gates đã đưa ra hàng loạt phát biểu chỉ trích McCarthy, cáo buộc ông bán mình trong hơn một thập kỷ. Cuối cùng, McCarthy buộc phải thỏa hiệp với Gates để giành được ghế. Một trong những điều Gates yêu cầu là sửa quy định để bất kỳ nhà lập pháp nào cũng có thể yêu cầu bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện. Quy định trước đó là đề xuất bãi nhiệm phải được biểu quyết trong nội bộ đảng. Sau khi được đa số thành viên đảng ủng hộ, nó mới được đem ra bỏ phiếu ở phiên họp toàn thể của Hạ viện. Quy định mới chính là mấu chốt khiến McCarthy mất ghế. McCarthy liên tục chỉ trích Gates hồi tháng trước. Sau khi có thông tin rằng Gates sẽ đưa ra kiến nghị bãi nhiệm ông, Gates đổ lỗi cho tôi về những khiếu nại đạo đức chống lại anh ta tại khóa trước, McCarthy nói. Tôi không liên quan gì đến việc đó. Anh ta muốn tôi cố gắng xóa sạch tất cả. Tôi không làm thế, như vậy là bất hợp pháp, ông cho biết thêm. Mọi người biết không, nếu bằng cách nào đó tôi mất việc, vì ủng hộ luật pháp cũng như tính liên tục của chính phủ, vậy thì cứ để mọi chuyện như vậy đi. Mối quan hệ giữa hai người rơi xuống mức thấp nhất. Sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật để tài trợ cho chính phủ hoạt động thêm 45 ngày, giúp chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa từ sau nửa đêm 30 tháng 9. Luật này không có những khoản cắt giảm chi tiêu sâu và chính sách biên giới mà Gates và phe cực hữu yêu cầu. Gates còn cáo buộc McCarthy đánh lừa đảng viên Cộng hòa, che giấu họ việc ông đã đạt thỏa thuận bí mật với Đảng Dân chủ để không nhắc đến viện trợ Ukraine trong luật này mà sẽ ra dự luật về vấn đề này sau. Trong khi đó, Gates muốn vấn đề viện trợ cho Ukraine bị loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó sử dụng tiền để đối phó nạn nhập cư phi pháp. Đề xuất bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện của Gates khiến ông được chú ý nhưng cũng mang về không ít chỉ trích. Một số đảng viên Cộng hòa cho rằng hành động này đơn thuần chỉ bắt nguồn từ mong muốn gây chú ý. Gates thực sự là một thành viên gây chia rẽ trong đảng, gây ra nhiều thiệt hại với những suy nghĩ và bình luận của mình, thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott bình luận. Nếu Gates chỉ đơn giản là một thành viên ồn ào, dừng lại ở việc công kích McCarthy mỗi ngày thì không có vấn đề gì, cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich viết trong bài bình luận với tiêu đề Đảng Cộng hòa phải loại bỏ Medved. Nhưng anh ta đã đi quá xa, anh ta đang hủy hoại khả năng điều hành của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News ngày 5 tháng 10, ông Trump cho hay ông sẵn sàng nhận vai trò chủ tịch trong thời gian ngắn vì Đảng Cộng hòa, cho đến khi Hạ viện tìm được người lãnh đạo lâu dài. Chủ tịch Hạ viện là vị trí quyền lực, có thể quyết định thành bại chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ, cũng như duy trì hoạt động hiệu quả của cơ quan lập pháp. Ghế này trong lịch sử Mỹ thường thuộc về đảng chiếm đa số tại Hạ viện. Hiến pháp Mỹ đề cập rất ít về việc ai có thể giữ vị trí này, ngoài tuyên bố Hạ viện sẽ chọn ra chủ tịch của họ, cũng không quy định chủ tịch Hạ viện phải là nghị sĩ đương nhiệm. Các nhà sử học và chuyên gia pháp lý suy đoán, những nhà lập quốc Mỹ có thể cho rằng người đảm nhận công việc chủ tịch Hạ viện sẽ được lựa chọn trong số các nghị sĩ được bầu, nên không quy định cụ thể về tiêu chuẩn ứng viên. Đây có thể là cánh cửa để những người chưa từng có kinh nghiệm lập pháp như ông Trump tham gia cuộc đua giành vị trí chủ tịch Hạ viện. Nếu ông Trump trở thành chủ tịch Hạ viện, đây sẽ là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ. Một số người không phải thành viên Hạ viện từng được đề cử trước đây, song chưa ai thành công. Tuy nhiên, cánh cửa đến với chiếc ghế chủ tịch Hạ viện của cựu Tổng thống Mỹ được cho là khá hẹp.
Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số tại Hạ viện với 221 ghế, Đảng Dân Chủ kiểm soát 212 ghế. Để được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, ông Trump sẽ phải nhận được ít nhất 217 phiếu ủng hộ. Toàn bộ nghị sĩ Đảng Dân Chủ nhiều khả năng sẽ phản đối ông, trong khi nhiều thành viên Cộng Hòa theo đường lối trung dung cũng không muốn ủng hộ cựu Tổng thống. Ngoài ra, cơ hội đảm nhận ghế Chủ tịch Hạ viện của ông Trump cũng đang vướng rào cản bởi một điều luật do chính Đảng Cộng Hòa đề ra. Điều 26 trong quy tắc hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện được thông qua hồi tháng 1 quy định rằng thành viên trong ban lãnh đạo Đảng Cộng Hòa sẽ phải từ chức nếu bị truy tố về một trọng tội có thể khiến họ bị phạt từ 2 năm tù trở lên. Chủ tịch Hạ viện là chức danh nằm trong ban lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, nên quy định trên nhiều khả năng sẽ ngăn ông Trump làm Chủ tịch Hạ viện vì ông đang bị truy tố về nhiều tội danh nghiêm trọng, có thể phải chịu mức án ít nhất 2 năm tù. Cựu Tổng thống Mỹ hiện đối mặt tổng cộng 91 cáo buộc hình sự trong 4 cáo trạng ở cả cấp bang và liên bang. Ngoài ra, ông cũng là bị đơn trong hàng loạt vụ kiện dân sự. Chúng ta không muốn một người bị kết án trở thành Tổng thống Mỹ, cựu thống đốc New Jersey Chris Christie, người kịch liệt phản đối ông Trump, nói với CNBC hôm 4 tháng 10. Trong khi đó, một số người thích đùa ở đồi Capitol lại nói rằng, hãy để ông ấy trở thành Chủ tịch Hạ viện. Theo John Elving, giảng viên đại học, chuyên gia phân tích cấp cao tại NPR News, quy định trên sẽ khiến các đảng viên Cộng Hòa tại Hạ viện ngần ngại bầu cho Trump. Tôi không nghĩ một đảng viên Cộng Hòa bình thường muốn tham gia vào việc trao cho cựu Tổng thống Trump quyền đóng cửa chính phủ, ông nói. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.